1 cộng 1. 1 cộng 1 bằng mấy nhỉ? À, 1 cộng 1 bằng 3. Mày bị điên à? Mình ghi vào đây. 1 cộng 1 bằng 3. Thế còn 2 cộng 2? À, 2 cộng 2 bằng 16. 2 cộng 2 bằng 16. Ôi dồi ôi, bài tập cô giáo giao dễ quá. Mình làm xong rồi. Thôi mình đi ngủ đây. Ôi trời ơi, mình có thư này các bạn. À, thư thông báo kết quả thi học kỳ. À, được rồi, chắc là mình sẽ được 10 điểm cho mà xem. Really nigga? Sorry các bạn, mình hơi mất tiếng một tí, nhưng mà mình vẫn phải học các bạn. À, đây xem nào. Thông báo Trần Thị Ốc cho đúp xuống lớp mầm non. Hả? Cái gì? Ôi, điêu. Mình đang học lớp 1, học giỏi thế mà lại bị đúp. À, đây có phải thư giả mạo không? Ồ, không phải rồi. Ở đây có chữ ký của thầy hiệu trưởng. Chết rồi, mình bị đút xuống lớp mầm non rồi. Ôi dồi ôi, mất tiếng chả nói được gì mà phải khóc. Hu hu hu. Ôi, mình phải sang phố anh Bê Quy Thành thôi. Hôm nay mình sẽ không lười vì mình đã được điểm 10 trên tay. Các bạn ơi, hôm trước anh làm bài kiểm tra anh được điểm 10 luôn. Bạn mình kinh rồi. Các bạn ấy giỏi chưa? Giỏi thì đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để ủng hộ anh Mưu Đành nha. Bê Quy Thành ơi. Em gì mà hú hú như kiểu khỉ ở rừng xanh vậy hả ốc? Xuống đây em bảo. Anh xuống ở đây. Anh Bê Quy Thành ơi, em bị thông báo điểm học kỳ rồi. Em thì chắc chắn là cầm được 10 điểm trên tay và không điểm trên giấy chứ gì. Cái loại em á, suốt ngày lười học thì làm sao mà được điểm cao. Ồ, không phải đâu. Em bây giờ không phải là thông báo điểm, mà là thông báo bị đúp. Trời ơi, đấy, đã bị ốm lại còn bị đúp nữa thì thôi rồi, xong rồi. Thế em bị đúp xuống lớp nào? Em đang học lớp 1 thì bây giờ em bị đút xuống lớp mầm non. Ôi giời, thế thì đi học với các bạn ở lớp mầm non à? Eo ơi, các bạn ở lớp mầm non ị thúi lắm ông ạ. Ồ, em nghĩ mà em buồn quá đi. Em học á, em học rõ là chăm chỉ mà. Chăm chỉ gì, anh thấy em suốt ngày đi ra nhổ cà rốt của ông dân làng với cả nhổ lúa của ông dân làng, học cái gì đâu. Em chẳng đi học lớp mầm non đâu, em sẽ bỏ học luôn. Anh bảo lớp mầm non á có nhiều người bạn sắc màu dễ thương lắm luôn ấy. Điều những người bạn sắc màu ở Rainbow Friend chứ gì. Không, anh sẽ dẫn em đến cái trường Ban Ban ấy, trường mẫu giáo của Ban Ban ấy. Ở đấy có nhiều người bạn sắc màu dễ thương lắm. Có bạn Bạch Tuộc nấu ăn, à đâu bạn Sứa làm người phụ giúp bếp nấu ăn, có thể đưa đồ cho em một phát ra mấy cái đĩa luôn, vì bạn ấy nhiều xúc tua mà. À thôi được rồi, nếu như mà em thấy ok thì em sẽ đi học ở trường mầm non, còn nếu không thì em sẽ bỏ học đấy. Không được bỏ học, mình phải học chăm chỉ thì sau này mình mới thực hiện được ước mơ của mình chứ ốc. Đúng là con trai của ta. Ước mơ của em chính là chỉ cần ăn và ngủ và chơi, không phải làm gì. Đấy, bảo sao, ăn ngủ chơi xong rồi đi trời nắng chả đội mũ gì cả. Đấy, bây giờ ốm ho khù khụ như ông cụ. Rồi, đấy, tối về nhớ uống thuốc vào nhé, không là mất tiếng mai làm video các bạn. Các bạn ấy bảo chị ốc nói như tiếng người ngoài hành tinh thì chết. Đi cho em xem trường mầm non đi. Không, trước khi đến trường mầm non thì anh sẽ cho em xem những người bạn sắc màu đã. Để xem em có thích những người bạn đấy không. Ok. Rồi, đợi anh một xíu để anh làm phép thuật. Phép thuật Win, biết đây. Ui, anh đã có đủ những người bạn sắc màu cực kỳ dễ thương. Giống hôm trước anh với em chơi cái game Garten of Ban Ban ở trên kênh Bê Quy Thành TV đây. Ok. Đây, đầu tiên ở trường học Ban Ban sẽ có một bạn Ban Ban màu đỏ. Ôi, hello. Ôi. Trời ơi, bạn ấy bạn bế ốc lên, bạn ấy dọa cho ốc chết xịt khói luôn các bạn ạ. Thực ra những người bạn này là quái vật ở trường mẫu giáo đấy các bạn, rất là đáng sợ luôn. Bạn này còn có hai cái mũ rất là cutie hột me, hai cái mắt thòi lòi luôn các bạn ạ, to như chùm nho luôn. Ôi giời ơi, đây là bạn màu đỏ này, có tên là Ban Ban, mồm chảy dãi trông khiếp vãi.
Hóa ra anh lừa em. Không, anh có lừa em đâu. Hôm trước em chơi game cùng anh, em biết rồi. Những cái bạn này đều là quái vật ở trường mầm non ấy. Hôm trước chơi mới chỉ gặp hai bạn thôi mà. Thì bây giờ anh cho em gặp hết những người bạn quái vật ở trường mẫu giáo còn gì nữa. Thích thế còn gì. Chơi game chưa gặp hết mà bây giờ anh tạo cho em gặp hết thì em chẳng phải thích à? Ok. Người bạn tiếp theo. Em nhìn thấy màu quả trứng màu xanh trên tay anh không? À, bạn Creeper. Creeper cái đầu ốc ấy. Đây là bạn Zumbozot. Đầu. Cái bạn màu xanh mà bảo ăn nhiều rau củ quả vào ấy để có thân hình to như bạn đấy còn gì nữa không nhớ à? Đây, chuẩn bị này. Umbala xuất hiện ra bạn màu xanh cho anh. Úi dồi. Ôi, bạn màu xanh tay dính máu nè. Ở phần cuối game á, bạn này bắt mình đó, kéo mình rơi xuống đáy xã hội đấy. Ui sợ thế. Đấy. Các bạn ăn nhiều vào để các bạn có thể béo như cái bạn màu xanh này nha các bạn. Đấy, úi dồi. Cái mồm bạn này rất là to luôn các bạn ạ. Cái tay thì một tay dính máu này. Chắc là bạn ấy đấm vào ai à? Bạn này em nhìn giống như là quả dưa chuột. Quả dưa chuột à? Anh thấy giống quả dưa hấu quá. Rồi, đấy là bạn màu xanh nhá. Bây giờ anh thử thả người dân làng xem bạn màu xanh sẽ làm gì người dân làng mà. Ôi, cắn một phát cái mồm to vào đầu ông dân làng. Ông dân làng bốc khói luôn các bạn. Ôi, đừng cắn mình. Nó lao vào anh mà làm anh tưởng nó cắn anh không ạ? Con này nguy hiểm lắm. Có con nào nhỏ nhỏ hơn không? Ông ơi, em nhớ có cái con chim màu hồng hồng không? Nó tên là Opilabird ấy. Cái con đấy mà nó đuổi mình, nó mổ vào đầu em ấy. Đúng rồi. Đây đấy, con chim màu hồng nè. Ui, mắt nó đen xì kìa. Con này á, bình thường chim đẻ trứng á, con này nó ăn trứng các bạn ạ. Em cứ đấm nó đi, em mà chuyển sang chế độ sinh tồn là nó bắt em luôn đấy. Bây giờ anh thử thả người dân làng xem bạn chim này bạn làm gì nhé. Nhấc người dân làng lên xong mổ chết queo luôn các bạn ạ. Ui, anh cũng thấy không ạ? Bạn chim mổ chết cả bạn màu xanh luôn. Bạn chim này lợi hại thật. Thì đấy các bạn rồi, đấy, xem này. Chết queo luôn. Đấy là bạn chim nhá. Đây, anh cho ốc hai quả trứng này để ốc thả. Một bạn màu tím và một bạn màu cam. Ok, em sẽ thả bạn Stinger Flynn. Đấy, thả ra xem nào. Ê, bạn này là bạn anh bảo là làm phục vụ đúng không? Đúng rồi, đây chính là bạn Sứa nhá các bạn. Đấy, bạn ấy bảo là bạn ấy có cái nhiều xúc tua đấy. Bạn ấy có thể làm phụ bếp rất là nhanh. Ví dụ như bạn ấy có nhiều xúc tua thì bạn ấy có thể bê được nhiều đĩa đồ ăn, mang một phát cho nhiều người được luôn. Thay vì mình có hai tay mình bê từng đĩa ra một. Đây, đánh bạn này xuống nước. Sứa phải ở dưới nước nhỉ. Bây giờ anh thử thả người dân làng dưới nước xem bạn ấy làm gì nào. Ui, bạn ấy đang lại gần người dân làng và lấy hai cái xúc tua hai bên bóp cổ người dân làng chết quẹo. Được rồi, đây là bạn Captain Fiddle. Ai? Bạn này là cái bạn màu tím, bạn xuất hiện đầu game được vẽ trên tường của các bạn. Bạn này trông xấu xấu bẩn bẩn nhỉ. Trông đô đô, nhưng mà cái đầu của bạn ấy sao lại ở trên người bạn đấy nhỉ, ốc nhỉ? Thế nó mới là quái vật. Và có hai cái răng nanh các bạn rất là dài luôn. Mà em nhớ hình như có cả một bạn màu trắng mà. Đúng rồi, bạn màu trắng anh cầm ấy, tí anh thả cho ốc xem. Đây, bây giờ anh thả người dân làng xem bạn này làm gì. Bế người dân làng đi và cắn chiếc queo. Đấy, quá bình rồi. Ui, bé dân làng thôi xong rồi. Ui rồi ôi. Ui. Ui. Ui, anh cũng thấy ốc ạ. Bạn Sứa này á, bế cả hai bạn ấy ăn thịt luôn. Đáng sợ thật đấy. Nghĩa là các bạn này chỉ cần bế ai lên mà cắn là người đấy chắc chắn sẽ bị chết, không có thể sống được đâu các bạn. Đây, bạn màu trắng tên là Barbolena. Nhìn đây này, màu trắng đây này, thấy chưa? Màu trắng thắt nơ hồng, úi giời ơi. Wow, bạn này có vẻ hiền. Hiền á, anh nghĩ không hiền đâu. Trông gần giống cái bạn Ban Ban màu đỏ ban đầu á. Chắc là bạn này là bạn gái của bạn Ban Ban. Khéo thế, thắt nơ hồng, chắc là chưa có chồng. Đây, bây giờ anh thử thả người dân làng lên xem. Cái đầu lắc lắc luôn các bạn ạ. Bắt người dân làng lắc. Rồi sao ông dân làng ơi. Bế cả hai người lên ăn thịt luôn. Đúng là một người con gái trông cực kỳ biến thái không ạ? Cũng ghê quá, nó là quái vật mà. Đúng rồi. Bây giờ anh thử thả cái con tàu Chu Chu Cha đây xem là bọn này nó có tấn công không nhỉ ông nhá.
Thế thì anh phải thả một loạt quái vật ra. Ờ đúng rồi, để đợi một xíu. Tèn tèn tèn. Đây chính là con tàu Charlotte. Đây các bạn xem này. Đấy, trông ghê chưa? Đây ở phiên bản địa ngục nha các bạn. Ờ, thả quái vật ra đi. Rồi, thử thả quái vật xem nó có đánh nhau không. Ôi, không, 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 không. Không đánh nhau rồi. Ôi giời, dẫm lên nhau mà không đánh nhau các bạn ạ. Không có con nào đánh nhau luôn. Rồi, bây giờ anh thử thả người dân làng đây xem nhá. Xem bọn nó có đánh nhau này. Rồi, xong. Thấy không? Ốc thấy gì không ốc? Ồ, chú chú cha chết tôi. Ờ, còn mỗi đống khói nữa các bạn ạ. Bây giờ anh làm lại này. Đây, bây giờ anh thả con tàu chú chú cha ra này. Ở phiên bản địa ngục nhá. Xong bây giờ anh thả nhiều người dân làng chỗ này. Đó. Thấy không? Con bàn mạnh nhất. Ờ rồi, cắn một phát chết cả lút luôn các bạn ạ. Được rồi, thế bây giờ anh sẽ cho nó đấu với một con khác. Nhân vật chiến đấu tiếp theo đó chính là... ai đấy ốc? Ôi, Chainsaw Man. Đúng rồi, quỷ lưỡi cưa. Và thả quái vật ra xem. Cưa. Ôi, quỷ lưỡi cưa. Một trưởng chết queo các bạn ạ. Quá là ghê gớm luôn. Bây giờ đấu với con chim để xem nào nhá. Cưa con chim, cưa con chim. Nhưng không, con chim cũng mổ một phát chết queo. Thế bây giờ cho đấu với bạn màu xanh nào. Cưa bạn màu xanh. Bế đây một cái cắn chết luôn. Thế là bạn chơi Chainsaw Man không đấu lại mấy cái bạn này đâu ốc ạ. Ui, em không đi học trường mầm non này đâu. Thế này thì em chết à? Ờ, thôi tốt hết, đừng đi học trường mầm non ban ban nha các bạn. Vì ở đấy có mấy cái con quái vật trường mẫu giáo này, nó rất là đáng sợ, nó bắt cóc các bạn nhỏ cái trường đấy đấy. Những đứa học dốt như ốc ạ là sẽ bị bắt cóc chắc luôn, còn học giỏi thì nó sẽ tha. Ôi, thôi, em về em học bài đây. Chứ nếu không em mà bị đúp thật á thì em sẽ bị chết toi. Ờ, về học bài chăm chỉ đi nhá. Và các bạn ơi, có lẽ là anh Bill thầy sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhá. Hôm nay anh đã cho các bạn xem những cái con quái vật ở trường mẫu giáo ban ban đấy các bạn ạ. Các bạn thấy nó đáng sợ không? Hãy bình luận ở dưới nhá. Còn bây giờ, bye bye. Nhớ like video, đăng ký kênh nhá. Ủa, anh Bill thầy làm thật nhiều video mới.